À, và thưa bác sĩ Nguyễn Bá Hưng Bây giờ thì chúng ta sẽ Bắt đầu chương trình ngày hôm nay với cái chủ đề à, Đó là nguyện lạnh phòng the Vì một chiếc điện thoại thông minh Một chiếc điện thoại bé bé như vậy thôi Nhưng mà những cái rắc rối từ nó mang lại thì quả thực là không hề nhỏ chút nào. À, chẳng hạn như việc chúng ta có thể thấy là việc trẻ em nghiện điện thoại này, rồi là nguy cơ mất an toàn à, bị lừa đảo thông qua một chiếc điện thoại. À, và bây giờ thì chúng ta lại còn nhắc đến một cái câu chuyện nữa, đó chính là chuyện chăn gối vợ chồng. Khi mà bệnh nhân đến với chúng tôi và chia sẻ cái vấn đề về tình dục của họ gặp phải cũng khá nhiều các cặp đôi rằng là họ giảm cái hứng thú khi mà đối tác của mình cứ tập trung vào cái điện thoại vâng. và họ rất là khó chịu hôm nay thanh phượng nói là một cái chiếc điện thoại bây giờ gọi là nho nhỏ thôi vâng. nhưng mà nó không nho nhỏ đâu nó là cả thế giới của chúng ta đấy và vâng. vâng. thanh phượng đưa ra một hình ảnh này để xem quý vị thính giả có thấy quen không ạ chồng thì chơi game lướt xem các thông tin bóng đá hay là thời sự hoặc là chiến tranh hay là cổ phiếu còn vợ thì lại cầm điện thoại săn hàng trên mạng thậm chí còn nhắn tin chốt giá đến tận nửa đêm và tôi còn được nghe một cái câu chuyện như thế này ạ à. có người vợ thì cũng có cố gắng cải thiện quan hệ chăn gối bằng những cái cuộc hẹn hò lãng mạn nhưng mà sự thật là khi ngồi trước bàn ăn có hoa thơm có nến lung linh có những bản nhạc lãng mạn thì thứ mà cô ấy nhận được lại là hình ảnh người bạn đời cắm mắt vào điện thoại và nhiều người cũng thừa nhận rằng là không có gì tồi tệ hơn khi mà vợ hoặc là chồng mình vừa gần gũi lại vừa nhìn vào tin nhắn trên điện thoại để ở đầu giường. Cái câu chuyện quan hệ vợ chồng nó không đơn thuần chỉ là câu chuyện mang tính thể xác mà nó là một câu chuyện gắn kết cảm xúc từ bác sĩ. Chúng ta đều biết rằng là chuyện tình dục từ cổ trí kim ấy luôn luôn cần một có một cái sự lãng mạn và sự kín đáo. Ở xã hội bây giờ chúng ta gọi như là có phát triển rất là nhanh và có rất nhiều các cái kích thích cũng như có rất nhiều cái hấp dẫn chúng ta và như anh phượng nói đó là cái điện thoại bây giờ luồn lách vào tất cả các hoạt động các hành vi của chúng ta và trong đó có cả hành vi tình dục nữa khi còn mới bước vào cuộc yêu thì các cặp đôi chưa có nhiều kinh nghiệm tình dục thì có thể họ chấp nhận cho cái câu chuyện là vừa có yêu vừa xem điện thoại xem phim ừ. các thứ khác thì có thể chấp nhận được đúng không thế nhưng mà khi mà đã trải nghiệm tình dục rồi cứ phải phụ thuộc vào điện thoại làm cho gọi những cái phân tán cảm xúc đi lúc đó tình dục mang tính tự nhiên của mỗi người nó đã mất đi một nửa sự thăng hoa rồi À, bác sĩ hưng có nói đến chiếc điện thoại thông minh này nó có thể khiến một cuộc yêu nó chỉ còn nửa cuộc yêu thôi đúng, đúng không ạ à, và thanh phượng nghĩ rằng nếu như tình trạng này kéo dài thì có lẽ không phải chỉ nửa cuộc yêu đâu thậm chí là một cuộc yêu cũng không thể thực hiện nổi đặc biệt là với các anh nam giới khi mà những cái nhu cầu của các anh không được đáp ứng hay là quan hệ vợ chồng nó sẽ bị đứt đoạn đặc biệt là cái vấn đề về rối loạn cương có lẽ nó cũng có thể xảy ra phải không ạ? Rất thường xảy ra. Cái điều như thế này thôi, ờ, chúng ta có cái cảm xúc, có một cái hưng phấn tình dục, muốn đối tác kia là tập trung với nhau, nhưng mà cuối cùng lại đọc tin nhắn rồi lại tít tít, thì thật sự làm cho cái cái người bên cạnh rất là ức chế. Coi như là cái rạo lực đấy nó nó ngoại dần và cái bệnh lý rối loạn cương ấy là một cái bệnh lý là rất là hay gặp đàn ông chúng tôi trông thế thôi cứ tưởng là mạnh mẽ cứ tưởng là hừng hực như vậy thôi nhưng chỉ cần một câu nói đã là có vấn đề rồi thế rồi là hành vi đấy thường xuyên xảy ra có thể dẫn tới cái mất hứng thú thứ hai mất hứng thú rồi thì cái đáp ứng của cơ thể là gì nó không đạo được cả tâm thể cả cơ thể đều ảnh hưởng về cái cái chuyện mà mất tập trung đó thì rõ ràng rằng là cuộc yêu thất bại dạ, vâng mình tìm đến cuộc yêu là để tìm thấy cái sự thỏa mãn tìm cái sự đê mê gọi như giải tỏa đi thế trong khi đó mà bây giờ lại như vậy, cuối cùng lại mang lại cái mang một bực cái mình. sự bức bối, đúng ạ Bức bối bức mình của trong người. Vâng, à các bạn thấy không ạ? À, dường như hiện nay chiếc điện thoại là thứ được bỏ ra sau cùng trước khi đi ngủ và được cầm lấy đầu tiên khi tỉnh giấc chứ không phải là một nụ hôn hay là một nụ cười với người bạn đời của mình. Đây quả thực là một điều hết sức đáng tiếc. À, và có một cái câu nói tôi nghĩ rằng là à, có lẽ thường xuất hiện trong chúng ta trong một số gia đình hiện nay đó là tôi muốn cô ấy hoặc anh ấy bỏ chiếc điện thoại xuống và cùng tôi mặn nồng như trước kia à, vậy chúng ta có thể làm được điều gì để có thể cứu vớt cái đời sống tình dục thưa bác sĩ hưng chúng ta cần có những cái gọi như là thấu hiểu cho nhau nếu như do công việc do các thứ khác thì chúng ta sẽ uh, chọn vào một cái thời điểm nào đó nó đỡ bận rộn đi và cả hai cùng thấy uh, có cái hứng thú thì chúng ta sẽ tìm đến. Thế và khi mà đã tìm đến nhau rồi thì uh, cả hai cùng nhắc nhau, cả hai cùng tôn trọng một cái nguyên tắc, đó là gì? Không gian lãng mạn và kín đáo và yên tĩnh. Và đừng để có cái gì đấy nó ảnh hưởng đó. Và nếu mà có ảnh hưởng thì vứt quách nó đi. Uh, và chúng ta phải quyết liệt ngay từ ban đầu. Một cuộc yêu khoảng tầm mươi phút là là vừa vặn là là đủ thôi. Thế thì chúng ta sống chậm hơn một chút. Để 30 phút đấy cho cái điện thoại nó nghỉ ngơi cho nó 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 đỡ nóng pin. Vâng. Thế rồi là để cho chúng ta còn rạo rực với nhau, chúng ta còn hâm nóng với nhau và chúng ta còn còn thỏa mãn với nhau. Ờ à, tôi nghĩ rằng là nếu như các bạn mà xác định lấy cái cuộc yêu để mang lại cho nhau cái, cái niềm hạnh phúc, ờ uh, niềm sung sướng thì chúng ta bỏ những các thứ vướng bận đi vâng. à, và chúng ta gần bên nhau chia sẻ với nhau tạo những không gian tốt đẹp cho nhau và giúp nhau thật sự là hạnh phúc. Vâng, Thanh Phượng hiểu rằng là như vậy các cặp đôi của chúng ta nên có thể đưa ra một cái nguyên tắc chung giữa hai vợ chồng đúng không ạ? Vâng. À, chúng ta có thể ngồi lại với nhau để cùng tìm ra một cái cách cai nghiện điện thoại một cách vâng. hiệu quả à, và trên một cái nguyên tắc chung đó là giường là chỉ để ngủ và chỉ để yêu thôi. À, còn tất cả những cái mối bận tâm khác thì hãy để ra khỏi không gian của chiếc giường ngủ. À, và chúng ta cũng có thể biến giường ngủ thành nơi mà không có sóng điện từ. À, thậm chí là một số gia đình hiện nay cũng có một cách là họ cũng còn không để cả tivi ở trong buồng ngủ nữa đâu. À, và thực ra là cái thời gian đầu của mọi sự thay đổi thì đều khó khăn nhưng mà chúng ta đều cần phải cố gắng để có thể đưa lại những cái điều tốt đẹp nhất cho cho không gian sống của mình phải không ạ? Vâng dường ngủ của chúng ta phải luôn đảm bảo nó để ngủ và nó để làm cho nhau vui vẻ. Nhưng mà cái cuộc sống đặc biệt là sống ảo của chúng ta thì bây giờ nó rất khó để, <laughs> nó, để nói nó, đúng không? Nó lớn quá, không những trẻ em mà người lớn người già, người già nữa đúng không? Cho nên rằng là chúng ta phải hy sinh với cuộc sống ảo để chúng ta sống với cả cái cuộc sống thực cho nó đầy đủ thế và chúng ta hy sinh một cái thời gian uh, ngắn thôi ít thôi khi mà chúng ta bên nhau thì Đấy. chúng ta có cái đời sống thực để giúp chúng ta uh, đạt được những cái uh, thú vị và thực sự rằng là vấn đề uh, tình dục vấn đề tình yêu uh, luôn luôn cần những cái cảm xúc thực vâng à, cảm ơn bác sĩ nguyễn bá hưng à, và quý vị các bạn thân mến sẽ có nhiều cách để chúng ta đưa đời sống vợ chồng trở về những ngày tháng thổ ban đầu à, thế nhưng theo tôi thì à, quan trọng nhất vẫn là tâm ý của cả hai người à, chẳng phải có một cái câu nói tôi thấy cũng rất là thú vị đó là nếu muốn thì sẽ tìm cách. Còn nếu không muốn thì ta sẽ tìm lý do. À, câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta có lẽ động đến suy nghĩ của mỗi người à, cũng không loại trừ là cả tôi cả bác sĩ nguyễn Bá hưng ừ. đâu ạ. Bởi vì chúng ta đều là những con người sống trong thời đại của công nghệ, được hưởng lợi và cũng bị chi phối bởi công nghệ. thì dù ít dù nhiều cũng không thể tránh khỏi những cái tác động như thế này. À, và giường là để ngủ cũng như là để yêu. À, tôi thì cũng sẽ luôn nhắc mình về cái điều này và tôi hy vọng là quý vị thính giả cũng như thế và bác sĩ Hưng chúng ta cũng sẽ cố gắng để làm điều đó đúng không ạ? Vâng, tôi rất là đồng ý và với câu chuyện đó và tôi rất là trân trọng cái cảm xúc thật. Xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bá Hưng với phần trò chuyện vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những cuộc gọi của các thính giả ở gần xa. À, vâng, bây giờ thì chương trình xin được kết nối với vị thính giả đầu tiên ạ. Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ. chào bác sĩ Hưng nhá. Vâng, xin chào anh em thì ở đắk lắk nhưng mà em đợt em vào bệnh viện em khám thì bác sĩ <laughs> thì bảo là em cái testosterone của em là có tám thôi anh ạ đúng tám. Bác sĩ bảo chỉ định là em đặt vật hang, vâng, đặt vật hang giả đúng không? Vật hang nhân tạo. Vật hang vâng, vật hang nhân tạo hay vật hang giả là một ạ. Vâng, thì em mới hỏi bác ưng em muốn đặt cái đấy thì nó có đảm bảo về sức khỏe hay là nó có là nó có bền mà có ảnh hưởng gì không thứ hai là chi kinh phí nó có cao không bọn em thì làm ở làm dãy mà không có tiền vâng à, thế thì của anh nhé có cái tình trạng suy giảm khả năng tình dục đúng không ạ vâng 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 khi mà quan hệ với vợ chồng ấy thì cái cậu nhỏ của anh nó có lên được tốt không ba tháng thì em vẫn hoàn bình thường mà cũng đều vẫn đều nhưng Ba tháng, tháng trước tháng thì tháng vẫn được. sinh hoạt bình thường đúng không ạ? Vâng. Cách vẫn... đây ít à ít ngày thì em nó lại không không lên được. <laughs> vâng, cách đây mấy ngày thứ buổi sáng cậu nhỏ của anh nó còn ngốc ngoắc nó còn dậy chào cờ được không? Không ạ. Chỗ bác sĩ thuốc cho em uống thuốc cả thuốc bôi và thuốc các thứ vào không thấy lên gì cả của anh là có hai cái vấn đề một là cái vấn đề về suy giảm tình dục và có cái nguyên nhân đó là cái testosterone nó thấp vấn đề thứ hai là cái hoạt động tình dục của anh là cái cương cứng lại khoảng 3 tháng nay đúng không ạ nó không đấy. hoạt động được tốt nữa đúng không ạ thế thì cái mà đầu tiên mà cần đấy là xử lý cho anh để tăng cái testosterone lên có thể dùng thuốc uống thuốc bôi hoặc thuốc tiêm làm tăng lên mà khi nó tăng lên thì nó sẽ giúp cậu nhỏ của anh nó sẽ hoạt động được tốt và cái năng lực tình dục của anh nó được cải thiện. Em rồi chị rồi anh ạ, như em, vâng. em bôi rồi. Bôi rồi bôi không được. Mà cả thuốc uh, La La, la Vida em uống rồi. Vâng, thế thì mình cần loại trừ thêm là các yếu tố tâm lý các thứ khác có ảnh hưởng gì không? Thế được nhưng rồi, mà em Vâng, không có ảnh hưởng tâm lý mà điều trị cũng không được. Ừ. Xin hỏi rằng là anh năm nay bao tuổi nhỉ? Em năm nay có 53 tuổi ạ. Vâng, 53 tuổi mới có 3 tháng. Theo ừ. tôi khi mà chưa đáp ứng được với cả các cái thuốc điều trị thì có lẽ anh cũng nên uh, tiếp tục điều trị thay đổi các cái phác đồ thuốc khác để có thể là có cái uh, điều trị mang lại cái sự bền vững và uh, xử lý các cái nguyên nhân sau này cho anh được tốt hơn. Ừ thế còn khi mà anh tiếp cận đến cái câu chuyện rằng là đặt cái vật hang nhân tạo ấy hay là đặt cái vật hang giả ấy thì cái câu chuyện đó nó sẽ không giúp cho anh được tình dục một cách tự nhiên mà cái vật hang giả ở đây nó chỉ thay cho cái việc rằng là là cái cậu nhỏ của mình nó cứng lên thôi chúng tôi hay gọi là lắp một cái vật hang giả vào trong cái vật hang thật thế sau đó thì là người ta bấm nút người ta bóp giống như chúng tôi bơm hơi vào cái huyết áp ấy sau khi mà mình bơm bơm một chút xíu như vậy nó sẽ nó, hơi nó vào nó sẽ căng phồng lên cái uh, cậu nhỏ và cậu nhỏ cứng lại sau đó thì là vặn cái khóa đó sau khi vặn khóa xong thì nó cái chim nó cứ cứng cứ nguyên uh, giữ nguyên ở tư thế đó mình quan hệ các thứ thoải mái đến lúc nào mình uh, chắn gọi như mình không thích nữa thì mình lại vặn cái nút thế là cái cậu nhỏ nó lại khi nó đi ra đây là nước nó đi ra thì nó nó sẽ xẹp đi và gọi như là lúc đấy hoàn thành cuộc yêu, cậu nhỏ lại ở cái trạng thái bình thường. Thế thì đấy là cái 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 cái, cái vật hang giả cái cơ chế hoạt động của nó là như vậy. Và nếu như mình để áp dụng cho những trường hợp này thì cái quan trọng nhất là thuốc tại chỗ thế nếu như mà mình chỉ dùng cái thuốc đường toàn thân thôi thì cái, cái hiệu quả nó rất là thấp nếu như mà mình bôi uống rồi mà nó chưa đỡ thì mình cần đến khám lại hoặc là đến một cái cơ sở khác để điều trị cho nó hết viêm thế còn trong trường hợp bạn mà nói đấy mình lộn ra sau đó thì mình cảm thấy rằng là nó còn bó nghẹt hoặc nó, nó chặt nó khó chịu ấy thì lúc đấy là của bạn có lẽ là có cái yếu tố gọi như là bán hẹp cái bao quy đầu rồi lúc đấy sẽ có lẽ sẽ phải cần phải cắt hoặc là nâng cái bao quy đầu ra Thì hỏi cắt cái bao quy đầu về chi phí cao nhỉ? Chi phí thì tùy nơi bạn ạ Ở bệnh viện huyện thì chắc là một vài ba triệu lên trên Hà Nội thì có lẽ là dăm bảy triệu và một số các cái cơ khẩn sở bệnh viện tư thì lên chục triệu Cắt có phải khâu cái gì không nhỉ? Có chứ, cắt phải khâu chứ. Rồi lúc đấy bác sĩ rồi, sẽ giải thích cho yên anh nhé. Rồi anh yên tâm đi nhé. Và Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin được dành thời lượng cho vị thính giả tiếp theo ạ. Tôi có phải là nguyên nhân của bệnh lãng tinh có thể chữa được không? Vâng. Tôi có hỏi này tôi hỏi cho con trai của tôi. Con trai của anh đã khám và kiểm tra tinh dịch bao giờ chưa ạ? Đi khám thì bác sĩ kết luận như thế đấy. Yếu tinh đấy. Ờ, yếu tinh hay loãng tinh hay như nào? Loãng tinh là kết hợp với yếu tinh luôn đấy. Mà nhưng mà có tinh trùng các thứ gì không ạ? Thế chỉ vào là loãng tinh thôi bác diện Ừ, loãng tinh là một cái khái niệm mà dân gian bên Tây Y chúng tôi thì cái khái niệm này ít được sử dụng. Thông thường ấy, với một cái tình trạng mà loãng tinh như tôi hiểu ấy thì gọi là trường hợp mà một là không có tinh trùng, hai là tinh trùng ít và cái độ nhớt của cái tinh dịch có thể không có nhiều các cái chất dinh dưỡng ở bên trong đó, cho nên rằng là nó làm cho cái tinh dịch nó loãng. Để và tư vấn cho anh được đầy đủ ấy thì rằng là chúng tôi biết được rằng là các cái thông số chỉ số như thể mật độ tinh trùng như thể là cái số lượng tinh trùng rồi là thông số về thể tích các cái đánh giá về độ nhất các thứ khác nó ra làm sao thì lúc đấy chúng tôi sẽ tư vấn cho anh một cách rõ ràng và cụ thể hơn giải quyết cái vấn đề tinh trùng loạn thì cần gì ví dụ như chẳng hạn là trong tinh dịch nó không còn độ nhớt do dinh dưỡng các dưỡng chất nó không được tập trung vào trong cái tinh dịch thì chúng ta phải ăn uống bồi bộ lên chúng ta phải bổ sung chất đạm rồi các uh, vitamin khoáng chất chuyên biệt để nó vào trong tinh trùng và nó nuôi dưỡng tinh trùng lúc đấy thì tinh trùng nó mới có nhiều các cái chất như vậy thì nó mới có độ nhớt lên mà nó không bị loãng được anh hình như không Đấy, bác sĩ cháu nó nói lại là bác sĩ luận là tinh trùng yếu và loãng và tinh trùng yếu là một cái bệnh lý mà cũng không phải dễ điều trị đâu anh nhá. Đấy, và rất nhiều trường hợp là uh, điều trị uh, thất bại và cuối cùng là phải nhờ đến hỗ trợ sinh sản đấy chứ không phải rằng là điều trị uh, ngay là được đâu ạ à. Vâng, thực ra với uh, trường hợp của con trai bác thì uh, có lẽ là uh, sau khi mà đã xác định được cái tinh trùng yếu và loãng thì uh, là cả một cái quá trình chúng ta điều mà về trị được không nguyên ạ? Nhân vâng, của cái đó nữa vàng, là cái quan trọng nhất. Và đặc biệt là chắc có lẽ là con trai bác cũng đang ở độ tuổi sinh sản cho nên cái nhu cầu có con cũng sẽ rất là lớn. Rồi. Cho nên là cái việc uh, chúng ta đã xác định được cái vấn đề của mình thì nên tìm hiểu sâu và có những cái phương án điều trị uh, ừ. ngay khi mà chúng ta phát hiện ra nguyên nhân ạ. Với với tôi thì tôi khuyên rằng là anh bảo con trai mình đến khám chuyên khoa sâu về nam khoa chúng tôi sẽ có những cái hướng về để điều trị cho những cái trường hợp như thế này một cách tối ưu nhất Dạ vâng Dạ vâng, vàng. cảm ơn bác rất là nhiều ạ Và ừ. bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp một vị thính giả nữa ở đầu dây ạ Alo. Alo Vâng ạ, mời bác trao đổi với chúng tôi những cái vấn đề của mình ạ Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng đang ngồi cạnh Thanh Phượng và sẵn sàng để trao đổi với bác đây ạ Chào bác sĩ Hưng Tôi năm nay 64 tuổi cái tình trạng là, là, trên bản thương nghe là nó dối loạn cương nghề à. vâng. sức khỏe thì cũng bình thường nhưng mà có một bệnh là, là huyết áp bác có điều trị huyết áp thường xuyên không hoặc kiểm soát được huyết áp ở ngưỡng à, à vâng à. tôi vẫn quyền kiểm kiểm tra bây giờ hay là uống thuốc huyết áp thường xuyên mà của bác thì chỉ có mỗi vậy thôi chứ có, có đái đường hoặc là có bệnh lý gì không. khác nữa không khỏe bình thường vâng. chiều cao cân nặng vẫn ổn định tốt vâng. không vấn đề gì giờ đâu khai ông bà bác uh, có hay thể dục thể thao không À vâng, đây tôi đang đi bộ đấy vâng. Dạ, vâng thì tốt quá. Mỗi ngày bác đi bộ có được tiếng không? Mỗi ngày buổi sáng tiếng, buổi chiều cũng khoảng tiếng. Vâng, thì tốt quá. Thế còn uh, về vấn đề mà bác cũng đang quan tâm đó là cái vấn đề về dấu luận cương đấy. Cái tình trạng này cũng rất là thường gặp ở các uh, bác lớn tuổi cái điều trị hoặc là đánh giá về cái tình trạng như thế này bác cần đến khám chuyên khoa để xem của bác nó ở trong cái thể gì và nguyên nhân do đâu có thể là nguyên nhân do huyết áp của bác cao cho nên là cái việc mà bơm tống máu vào cái cậu nhỏ khó khăn nhưng cũng có và... thể là nguyên nhân khác có thể nguyên nhân Chưa do nội là... Là... tiết là... do các yếu tố khác vâng khuyên bác nên đến khám chuyên khoa về nam khoa để có thể là tìm nguyên nhân và có thể điều trị cho bác hiệu quả nhất có thể. Vì rằng là yeah. cái bệnh lý như thế này thì thứ nhất là gặp phổ biến, thứ hai là yeah. hiện nay có rất là nhiều các cái giải pháp để có thể điều trị. Ví dụ như yeah. thể là điều trị bằng uh, bổ sung các nội tiết hoặc là có thể là như chúng tôi đang uh, cái có cái chương trình là ghép tế bào gốc. Thế rồi là điều trị bằng các cái thuốc uh, chữa rối loạn cương, chúng tôi hay gọi là cái thuốc tức thì đấy, ngay lập tức đấy, miến liền đấy. Thế rồi là các cái biện pháp cơ học dùng các cái máy hút rồi là các cái dụng cụ hỗ trợ để kéo máu vào trong cậu nhỏ được nhiều lên. Thế rồi là cái giải pháp cuối cùng đó là đặt vật hang nhân tạo. Mỗi người thì lại có một cái phù hợp với cái phương pháp và điều trị nhất định. Và cũng có nhiều các cái nguyên nhân gây bệnh khác nhau cho nên rằng là bác cần đến khám để có thể có những cái điều trị nó hợp lý nhất với bác. Bác nhé và vâng, nếu bác có điều à. kiện thì bác có thể uh, trực tiếp ra bệnh viện uh, Vinmec thì bác sĩ Nguyễn Bá Hưng sẽ uh, trực tiếp điều trị cho bác ạ. Vâng. Thế vâng vâng cảm ơn bác, bác cảm ơn uh, thành phượng à, cảm, cảm ơn bác sĩ Hưng dạ, nhé. Vâng cảm ơn bác Rồi rất à. là nhiều bạn. ạ chúc bác thật ừ. nhiều sức khỏe ạ. Trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Bây giờ sẽ là một cuộc gọi cuối cùng của chuyện thẩm kín đêm nay ạ. Vâng xin mời vị thính giả. Một cáo bác sĩ này, tôi ở Nam Định mà. Vâng ạ, xin chào bác. Thế vừa, vừa qua là tôi bị cái bệnh là đi tiểu bút với tiểu rắt. Vâng. Thế là xong rồi tôi có xuống bệnh viện đa khoa của tỉnh Nam Định tôi điều trị ít ngày. Vâng. Thế sau khi điều trị khoảng hơn chục ngày nhưng mà tình hình là nó 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 không đỡ thế là bác sĩ mới chỉ định mổ. Vâng thế thì mổ thì là cắt u sơ tiền liệt tuyến với lại sẹo cổ bằng quang vâng thế Thì cho đến nay là đã được một tháng rưỡi rồi nhưng mà tình hình cái tiểu bút tiểu rắt là là nó cứ vẫn còn vâng mà mà coi là nó bây giờ nó nó, nó cứ bút suốt đêm ngày khó chịu lắm cho nên là mất ăn mất ngủ thế thì bây giờ thì tôi muốn hỏi bác là thì liệu một thời gian nữa sau này thì là thì là cái tiểu bút này nó có hết không cái vâng. thứ hai nữa là cắt u sơ tiền liệt tuyến với sẹo cổ bằng quang thì sau này nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Vâng, thứ nhất là cái việc mà đái bút đái rắt đấy thì vâng. nó có rất là nhiều các cái nguyên nhân khác nhau. Một trong những nguyên nhân đó là ống đái và cái cơ cơ cổ bằng quang của bác nó bị hẹp hoặc cái tuần đường tuyến nó chèn vào nó làm hẹp cái ống đái của người bệnh và khi mà đi tiểu thì gây gây ra bút rắt có lẽ do, do cái việc mà khám ở bệnh viện ở phía tuyến tỉnh các bác ấy đã xác định rằng là cái nguyên nhân đái bút của bác là do tên lượt tuyến của bác nó phì đại nó chèn ép vào và cái cơ cổ bằng quang nó sơ gì đó chẳng hạn cho nên là các bác ấy có sẻ cơ thắt cổ bằng quang và cắt đốt tiền lượt tuyến để các bác ấy giải quyết về đái bút cho bác tuy nhiên là sau khi mổ xong mà bác vẫn còn đái bút thì nó có nó có thể là do có nhiễm trùng hoặc là cái nguyên nhân ban đầu của bác có thể nó chưa phải là cái vấn đề về cái tự lực tuyến hoặc là cái, cái cái, cơ cổ bằng quang mà nó yeah. là do những cái nhiễm trùng tiềm ẩn nào đó chưa điều trị hết hoặc là nó có các cái yếu tố gì đấy nó chèn ép ở các nơi khác tôi khuyên bác là nên đến khám lại để đợt điều trị nữa để cho nó 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 nó, nó, nó hết bút rát đi đấy, và bác có đau buốt ở chỗ nào ở vị trí nào có phải là vị trí mà giặc ờ, ông đái hay vị trí ở phần tiền tuyến và các bác ấy cắt hay là ở ngay đầu chim hay là đâu, bác cần phải chia sẻ với các bác sĩ để các bác sĩ tìm nguyên nhân và điều trị cho bác cho được uh, uh, tốt nhất bác nhé. Vâng. Vâng. Cái thứ hai nữa thì liệu cái cắt nào, thì tiếng tuyến của băng quang thì sau này nó có ảnh hưởng gì đến đến sức khỏe không của bác sĩ? không có vấn đề gì và cái đấy là giúp cho cái 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 mình đi tiểu nó được thông thoáng nó được tốt hơn thôi bác ạ đối với những trường hợp mà do nguyên nhân là phì đại từ tuyến hoặc là có các cái bất thường về các cơ cổ bằng quang đó cái việc mà phẫu thuật để giải quyết cái vấn đề và đem lại lợi ích về sức khỏe cho người bệnh và hầu như không có cái ảnh hưởng gì đáng kể cả một số trường hợp thì các bác có sẻ nhiều thì có thể ảnh hưởng đến vấn đề về túi tinh thì có thể sau này dễ có một cái tác dụng phụ là cái xuất tinh ngược dòng tuy nhiên rằng là để đánh giá có xuất tinh ngược hay không ấy thì lúc đấy bác quan hệ bác bác sẽ để ý xem rằng là tinh, tinh, dịch nó có xuất ra bên ngoài được tốt hay không nếu mà nó không xuất ra được mà lúc đấy mà nó chỉ được một hai giọt ra ngoài thôi thì có thể là mình bị cái tác dụng phụ của cái 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 đó thì cái bác phải xem xét xem như thế nào Vâng, bác có thể tham khảo những ý kiến của bác sĩ Nguyễn Ba Hưng để có thể sớm đưa ra được những cái chỉ định cho mình để mà xử lý triệt để những cái tình trạng mà bác tái đi tái lại ạ. Vâng, Làm. cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Xin chào Làm. bác ạ.